Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Intelligent Money. Đây là kênh mà chúng ta sẽ thảo luận với nhau về những vấn đề kinh tế cũng như là những cái cách thức để làm giàu cho bản thân và cho gia đình nhỏ của mình. Chắc hẳn là trong cuối năm thì hầu hết những người trong tổ chúng ta cũng sẽ phải đánh giá KPI của bản thân mình và để mà đánh giá cái lương thưởng. Đây là cái dịp mà chúng ta cũng nhìn lại những cái việc đã làm được và chưa làm được trong năm. Vậy thì hôm nay chúng ta thử soi KPI của một cái người mà chắc là ai cũng biết. Đó là người đứng đầu chính phủ, đó là thủ tướng. Và có bao giờ bạn thắc mắc là tại sao nhà nước bắt hạ nhiệt bất động sản, tại sao nhà nước siết trái phiếu, hạn chế cho vay bất động sản? Nhưng gần đây thì báo chí lại liên tục nói về việc là thủ tướng yêu cầu xây đường, làm hạ tầng. Thì hôm nay chúng ta cũng thử thảo luận về vấn đề này một chút xíu. Nhà nước thì được vận hành theo một cái nguyên tắc là ba cơ quan chính là cơ quan lập pháp, là quốc hội, là nơi mà xây dựng hệ thống pháp luật. Cơ quan hành pháp chính là chính phủ, là nơi thực thi những cái pháp luật cũng như là những cái quy định của quốc hội. Và cơ quan tư pháp chính là hệ thống tòa án, là nơi mà giám sát và bảo vệ pháp luật. Nói nôm na theo cái ngôn ngữ của kinh doanh, của dạy quản trị thì đảng là đại diện cho các cái cổ đông lớn, quốc hội chính là hội đồng quản trị, chính phủ chính là ban điều hành và cơ quan tư pháp tức là hệ thống tòa án chính là ban kiểm soát. Thì thủ tướng là người đứng đầu chính phủ và chịu trách nhiệm cái việc hành pháp vậy và thực thi những cái nghị định, những cái quy định của quốc hội. Đó cũng là lý do mà tại sao chúng ta thường thấy là tại các kỳ họp quốc hội thì thủ tướng và các thành viên của chính phủ, tức là các cái bộ trưởng thì thường phải báo cáo cho quốc hội về những cái việc họ đã làm và kết quả của những KPI của mình, cũng giống như là CEO phải báo cáo cho BOD và định kỳ hàng tháng và báo cáo trong đại hội thường niên vậy. Một trong những cái KPI quan trọng của thủ tướng và của chính phủ về mặt phát triển kinh tế chính là tăng trưởng kinh tế, và cái thước đo chính là GDP. Để đạt được cái thước đo về GDP này thì đương nhiên thủ tướng có thể giao cái KPI xuống cho những cái bộ ngành, ví dụ như là giao cho ngân hàng nhà nước về việc là phải phát triển tín dụng, về việc là phải kiềm chế lạm phát, phải ổn định tỷ giá, vân vân. Và trong 15 cái mục tiêu của chính phủ thì có vẻ như mục tiêu tăng trưởng kinh tế, là tăng trưởng GDP, là có một con số rõ ràng nhất. Đó là trong năm 2022 thì chính phủ được giao cái mục tiêu là tăng trưởng kinh tế đạt là từ 6 đến 6,5% GDP. Còn các cái KPI mà khi mà chúng ta nghe báo cáo thì thực sự là chúng ta cũng thấy là nó không rõ lắm, và có thể là do nó rất là khó đo lường. Chúng ta thử nhìn vào 15 cái chỉ tiêu mà chính phủ được quốc hội giao năm 2022 và năm 2023. Và ở đây thì cũng có những cái cơ quan chủ quản, các cái bộ được phụ trách để đánh giá và theo dõi. Thì chúng ta thấy là trong 15 cái chỉ tiêu này thì 4 cái chỉ tiêu đầu là liên quan trực tiếp đến tình hình kinh doanh, liên quan trực tiếp đến kinh tế. Các cái chỉ tiêu khác thì liên quan nhiều hơn đến xã hội, như là tỷ lệ thất nghiệp, tốc độ tăng năng suất lao động, tỷ lệ bão số bác sĩ và số giường bệnh trên 10.000 dân, cũng như là một số những cái tỷ lệ liên quan đến môi trường, là tỷ lệ gom thu rác thải, tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải. Thì chúng ta sẽ thấy là những cái tỷ lệ này, và hầu hết những cái tỷ lệ này nó gần như không thay đổi giữa các năm. Ở đây có một cái điều đáng tiếc là chúng ta thấy là một số những cái mà nó có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người và những cái mối quan tâm rất là lớn hiện tại, như là liên quan đến môi trường chẳng hạn. Chúng ta thấy là đi trên đường thì thấy túi ni lông rồi rác ở trên các cái tuyến đường rất là nhiều chẳng hạn, hoặc là cây xanh ở những cái khu vực thành phố như thành phố Hồ Chí Minh rất là ít ỏi. Chúng ta hoàn toàn không thấy những cái KPI liên quan đến môi trường, liên quan đến việc trồng cây xanh, phủ xanh thành phố chẳng hạn, là hoàn toàn không thấy. Và những cái tỷ lệ những cái KPI này thì theo tôi đánh giá là cái hệ thống KPI này nó chưa phản ánh được cái mong muốn và cái chất lượng cuộc sống. Quay lại bốn cái KPI liên quan trực tiếp đến kinh tế là gồm có tốc độ tăng trưởng GDP, thì cái kế hoạch này luôn ở mức 6-6,5 trong các cái năm gần đây. Thứ ba là cái tỷ trọng công nghiệp để chế tạo chế biến luôn ở mức cái KPI là 25-26%, và tốc độ tăng giá tức là tốc độ lạm phát thì đưa ra một cái chỉ tiêu là luôn giữ vững ở mức 4% trong các cái năm nay. Riêng cái tỷ trọng GDP bình quân đầu người thì đang có cái kế hoạch mục tiêu tăng lên từ 3.900 đô một đầu người thì năm sau.
kế hoạch sẽ tăng lên là 4.400 đô một người. Nay chúng ta sẽ tập trung vào cái KPI đầu tiên là liên quan đến tốc độ tăng trưởng GDP. Các bạn sẽ thấy là GDP, cái tốc độ tăng trưởng mà được giao các cái năm gần đây luôn ở mức khoảng 6-6.5% và nó rất là cố định trong các cái năm. Vậy thì chúng ta sẽ phân tích là để đạt được GDP, cái tốc độ tăng trưởng như vậy thì cần cái gì? Cách tính GDP thì có rất là nhiều, có 3 cái cách tính chính dựa vào đầu ra, tức là chi tiêu của tất cả các thành phần trong nền kinh tế, dựa vào đầu vào sản xuất của các cái thành phần trong nền kinh tế, hoặc là dựa vào thu nhập của các cái thành phần trong nền kinh tế. Như vậy GDP nó có thể tính trong 3 cách, tính theo đầu ra, tính theo đầu vào, hoặc là tính theo thu nhập. Thì cái cách tính khá là phổ biến là dựa vào đầu ra, tức là GDP của cả nước thì bằng tổng chi tiêu của các thành phần kinh tế trong cái nước đó, cụ thể là bằng chi tiêu của cá nhân, của dân chúng, cộng với chi tiêu của các doanh nghiệp và cộng với chi tiêu của chính phủ, và cộng thêm một cái phần nữa là chi tiêu của bên ngoài, chi tiêu của nước ngoài nhưng mà do sản xuất ở trong nước, đó chính là xuất khẩu ròng. Nếu nhìn vào năm 2022 thì chúng ta sẽ thấy là năm vừa rồi hết sức khó khăn cho việc chi tiêu và đầu tư của khối cá nhân và khối doanh nghiệp, đúng không? Khi mà lãi suất cao, rồi cái tâm lý của mọi người thì không được rất là bi quan khi mà tình hình kinh tế, chính trị không ổn định, chiến tranh ở nước ngoài khiến cho thật sự là thu nhập của mọi người có bị ảnh hưởng, và do đó cái tâm lý về chi tiêu của mọi người nó được bị giảm đi rất là nhiều. Các cái doanh nghiệp đều phải thắt chặt chi tiêu để mà có lãi, để mà trả lãi suất cho ngân hàng, và việc xuất khẩu cũng gặp rất nhiều khó khăn khi mà Trung Quốc đóng cửa do Covid hoặc là do chiến tranh Nga-Ukraine chẳng hạn. Thì trong cái công thức, bốn cái cấu phần quan trọng của GDP đó gồm có chi tiêu cá nhân, chi tiêu doanh nghiệp, chi tiêu chính phủ, xuất khẩu ròng, thì ba cái cấu phần đã gặp rất khó khăn rồi. Thì cái việc chi tiêu chính phủ trở thành một cái động lực rất là quan trọng để mà GDP, tốc độ tăng trưởng đạt được cái kỳ vọng 6-6.5%. Đó cũng là lý do mà tại sao trong cái 6 tháng cuối năm vừa rồi, và thậm chí là ngay những cái đầu năm 2023, những ngày đầu tiên của đầu năm 2023, thì các bạn sẽ thấy là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thường xuyên thúc đẩy việc xây dựng cơ sở hạ tầng, cầu đường ở tất cả các cấp, ở cấp trung ương cũng như là ở các tỉnh. Và đây chính là cái hạng mục chi tiêu chính phủ rất là quan trọng. Thì trong chi tiêu chính phủ thì người ta chủ yếu thường dùng là chi tiêu cho quân sự, chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, hoặc là xây dựng các cái công trình công cộng như là trường học, bệnh viện, vân vân. Thì việc xây dựng cầu đường không những giúp cho GDP tăng trưởng trong ngắn hạn, tức là tăng trưởng ngay, do là cái việc tiêu dùng, xây dựng, thuê nhân công, mua xi măng, mua sắt thép nó có thể diễn ra ngay, mà nó còn có tác động tích cực trong dài hạn nữa, do là nó giúp cho kinh tế ở những cái vùng mà có giao thông, cơ sở hạ tầng mới phát triển thì sẽ được thông thương, và rõ ràng là việc đi lại sẽ dễ dàng hơn và dẫn đến phát triển kinh tế trong dài hạn. Thì đây là một cái tín hiệu tốt để chứng tỏ rằng là chính phủ rất là cam kết về những cái KPI về GDP trong các cái năm vừa rồi, và khi mà những cái thành phần kinh tế khác không thể góp phần phát triển, tăng trưởng được cái GDP này, thì chính phủ đóng một vai trò rất là quan trọng để thúc đẩy cho cái chỉ số này. Trong cái báo cáo gần nhất của Thủ tướng cho Quốc hội thì có nói rằng là 14/15 cái chỉ tiêu này chúng ta đã đạt được trong năm 2022. Thôi thì chúng ta cứ đặt niềm tin vào trong chính phủ, hy vọng rằng là Quốc hội giao ra những cái chỉ tiêu mà nó sát thực với cái mong muốn của nhân dân hơn, nó dễ theo dõi hơn và nó có ý nghĩa hơn. Như vậy trong năm 2022 thì có vẻ như là Thủ tướng và Chính phủ đã hoàn thành những cái KPI quan trọng của mình. Còn có với bạn, khi mà đánh giá lại những cái nhiệm vụ của mình trong năm vừa rồi, những cái KPI của mình trong năm vừa rồi, cho công việc, cho sự nghiệp cũng như là trong gia đình của mình, và cụ thể là về lĩnh vực tài chính cá nhân, thì các bạn có đạt được cái KPI của mình hay không? Rất là muốn lắng nghe những cái chia sẻ của các bạn về cái KPI của chính mình, do chính mình đặt ra. Xin chào các bạn và chúc các bạn một cái năm mới thành công.